trong thập nhị nhân duyên á, tức là có 12 cái nhân duyên để hình thành và hoại diệt đi các pháp. Nếu mà chúng ta biết á, ta nương vào đó ta tu hành một cái pháp nào cũng được. À, tu xuôi á thì người ta gọi là chiều luân chuyển, mà tu ngược á gọi là chiều hoàn diệt. Nó có hai chiều, à, luân chuyển, à, chiều luân luân là bánh xe nè, chuyển là chuyển động á, à, luân chuyển là bánh xe đi tới. Chiều hoàn diệt đó là mình cắt mà sao ngược tới. À, chiều luân chuyển là này xanh này xanh kia, kia xanh nọ, luân chuyển. Còn chiều hoàn diệt là mình cắt ngược lại. À, thay vì á, mình cắt từ đầu, bây giờ mình cắt từ đuôi, à, gọi là vậy thôi chứ không có gì hết trơn á. Cắt đuôi cũng được, cắt đầu cũng được, từ đuôi ngược ve qua lại á là chiều hoàn diệt. Từ đây đi tới là chiều luân chuyển, luân là bánh xe nó chạy tới. Nếu mình cắt cái đầu thì nó cắt hết, còn kia cắt cái đuôi, cắt từ từ, cuối cùng cũng cắt hết. À, do đó mà thập nhị nhân duyên nó có hai chiều, chiều luân chuyển và chiều hoàn diệt vậy đó. Trong á, Đức Phật ngài tuệ chi của ngài á, ngài nhìn thấy á là tất cả chúng sanh á là bắt đầu từ vô minh. À, tất cả chúng sanh bắt đầu từ vô minh, nên vô minh á là cái bắt đầu của mọi thứ. À, chứ không phải là vô minh là cái bắt đầu, mà vô minh là cái bắt đầu của mọi thứ. Ví dụ như mình đau khổ cũng do vô minh ra, mình hành động cũng do vô minh ra. Cái gì mà chúng ta gặp phải ngày hôm nay ở trong cuộc đời này nè, mà đi đến đau khổ á, thì nó có nguồn gốc từ cái vô minh. À, cho nên đó Đức Phật ngài dùng tuệ chi ngài thấy gì đó. À, nên vô minh á là nó mới duyên hệ để sanh ra cái thứ hai. À, ta gọi là sanh ra hành. Hành đó là duyên hệ để sanh ra thức. À, thức là duyên hệ để sanh ra danh sắc. À, danh sắc, danh sắc là duyên hệ để sanh ra lục nhập. À, lục nhập là duyên hệ để sanh ra xúc. À, xúc á là duyên hệ để sanh ra thọ. Thọ là duyên hệ á để sanh ra ái. À, ái là duyên hệ để sanh ra thủ. À, thủ là duyên hệ để sanh ra hữu. Hữu là duyên hệ để sanh ra sanh. À, và sanh xong á thì sẽ già, à, bệnh, à, đài, đài là chết. À, mà già, bệnh, chết á, thì là kết quả nó là sầu, bi, khổ, u, não. Này từ trong kinh nha. Sầu, bi, à, khổ, u, não. Trời ơi, năm cái từ. Sầu, bi, khổ, u, não. Có một từ thôi cũng đủ chết. Sầu thôi, lý mạc sầu. Ôi, ông mày Kim Dung á cũng dùng nhiều từ độc lắm, nhiều tên độc lắm. Lý mạc sầu. À, chữ mạc, cái chữ mạc á, chữ mạc nó ngược lại với chữ cực. Đáng lẽ là ông nói là cực sầu, nhưng mà ông không có dùng từ cực sầu, mà ông dùng chữ mạc sầu. Ông không có dùng chữ ghê lắm. Lý mạc sầu, tại vì hồi nhỏ lớn á là chơi chung với sư huynh. À, rồi lớn lên, lúc lớn lên đó thì có sư muội vô trong cái môn phái nữa, sư muội mới cướp ông sư huynh đi. Lúc đó lý mạc sầu mới trở thành lý mạc sầu, đó là chỗ đó đó. Nó sầu cái là gọi là sầu tình, nên chữ sầu nè nó ghê lắm. Nên có bài hát sầu đông, nó ta dùng chữ sầu. Sầu là một cái chữ buồn, mà buồn thê thảm, buồn lê, buồn lết, buồn chết con tim, nên nó gọi là sầu, là chỗ đó nó sầu. Nên ai á mà có buồn lê, buồn lết, buồn chết con tim thì mình gán chữ sầu vô là người đó hiểu chữ sầu. Bi. À, bi là bi thương á. À, cái chữ bi á là bi thương á. Rồi chữ khổ là biết rồi. À, chữ khổ là từ trên thân mình, nguyên nhân từ trên thân mình mà cảm thọ khổ, nguyên nhân từ chân tâm mình mà cảm thọ u. Não. Cái chữ não là não nề á. À, cái chữ là chữ não nề. À, một cái người á buồn thì nó không có sao, nó còn á sầu cũng chưa thấy sao, mà sầu bi khổ u tất cả bốn cộng lại thành não. À, cho nên á một ngày nào đó á thì ai mà bị mấy cái chữ này nè, à, nó hiện diện ở trong tâm mình là chúng ta biết á là do mình hiện diện cuộc đời này nè, do già, do bệnh, do chết. Cái già, bệnh, chết này không phải là ba cái hiện tượng nó làm cho mình khổ, mà thời gian của nó làm cho mình khổ. Thời gian già là già bao nhiêu lâu, bệnh bao nhiêu lâu, già kết thúc bao nhiêu lâu, chết bao nhiêu lâu. Như vậy thì cái thời gian nó cộng lại, đây là khoảng thời gian, thời gian nó cộng lại. Nên già, bệnh, chết, người ta cứ nghĩ là người ta già mà người ta khổ, bệnh người ta khổ là chết khổ. Không, cái chịu đựng về thời gian của nó. Chứ già có một giây thôi, có gì đâu mà khổ.
Bệnh có một giây đâu có khổ, mà chết có một giây đâu có khổ. Mà cái này á, nó lê lết. Và bệnh chết nó lê lết à, cho nên trong cái lê lết đó, nó sẽ cảm thọ. Cảm thọ là trải nghiệm trên đối tượng à, cho nên nó già, nó kéo khoảng thời gian nó già đây nè, dài đây nè. Nó bệnh, nó kéo thời gian nó bệnh đây nè. Nó chết á, có cận tử dài 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 dài. Cái thời gian đó nó kéo dài để đi đến sự hủy diệt. Cho nên ba cái này nó cộng lại ai cũng khổ hết. Mà ba cái này là kết quả của sanh ra. Tất cả loài chúng sanh sanh ra, nên Đức Phật trong túc mạng Ngài nhìn thấy á, tất cả loài chúng sanh có khổ có vui, nhưng cuối đời á, tất cả loài chúng sanh đều khổ cả, không có loài nào mà vui kể cả chư thiên. Chư thiên cuối đời mất ba thứ: mùi thơm, ánh sáng, lâu đài. Tức là chư thiên á, mất ba thứ à, mùi thơm, ánh sáng, lâu đài. Còn con người của mình á, cuối đời mất tất cả. Hỏi tất cả là mất cái gì thầy? Có gì mất nấy, ngồi liệt thê kế có đi. Ừ, chúng ta sẽ có thân không? Vậy mất thân. Có nhà không? Mất nhà. Có người yêu không? Mất người yêu. Và có tiền không? Mất tiền. Có đất không? Mất đất. Đây là có cái chữ có gì mà gán trước con người là con người sẽ mất cái đó à. Chư thiên mất có ba món thôi, tức là mùi thơm, ánh sáng, lâu đài, thành quách à. Chư thiên mất ba món, nhưng con người mình mất tất cả à. Do đó có tất cả đừng có tự hào, nó sẽ mất tất cả đó. Có một phần, mất một phần. Có hai phần, mất hai phần. Có tất cả, mất tất cả. Người nào có tất cả, mất khổ nhất.